Và một món quà âm nhạc nữa mà chương trình chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị, đó là một giọng hát rất đặc biệt và rất lạ trên kênh YouTube đã chiếm tình cảm của rất nhiều người. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ giọng hát lạ của Hoàng Anh. Mời quý vị cùng lắng nghe. Dạ, Hoàng Anh xin chào quý vị. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và xin chúc cho doanh nghiệp quê tôi rất nhiều thắng lợi trong thời gian sắp tới. Bây giờ bài hát đầu tiên Hoàng Anh xin tặng quý vị, bài hát Đám cưới đầu xuân. Bài này Hoàng Anh sẽ hát song ca một mình. Xin mời quý vị thưởng thức. Từ lúc
mãi trong lòng. Anh biết không anh, xuân nay lại trở về, đường rừng hành buồn sương xuống, thương sao là thương trong màu tím sắc hoa xưa. Dĩ vãng đâu trôi về nhắc anh chuyện xưa.